truyền hình Thái Lan đã làm người Thái sụp đổ suy nghĩ về nông thôn Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, gần đây, kênh truyền hình PBS Thái Lan đã đến Việt Nam thực hiện một chuỗi phim tài liệu về du lịch, khám phá cuộc sống thực tế của người dân Việt Nam tại các tỉnh miền Tây sông nước. Trong một tập đặc biệt công chiếu cách đây ít ngày, phóng viên của đài đã đến tỉnh Vĩnh Long thăm làng nghề nung gạch cốm đỏ Mang Thít, khám phá làng nghề bánh tráng hay trải nghiệm sự tất bật của các chủ sạp tại chợ từ sáng sớm tinh mơ gà gáy. Những hình ảnh chân thực và sinh động này đã gây ấn tượng mạnh đối với người dân Thái Lan, khiến họ bất ngờ thốt lên: người Việt Nam chăm chỉ và hiền hậu quá, nó khác xa với suy nghĩ là người Việt Nam nghiêm khắc, lười biếng như nhiều người Thái vẫn thường hay nói với nhau. Video này chỉ sau vài ngày đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem cộng đồng mạng Thái Lan đã nói gì về Việt Nam qua video thực tế của đài truyền hình Thái Lan nhé! Các bạn thân mến, người Việt Nam từ xưa đến nay được biết đến với tính cần cù trong lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ngay từ khi bình minh mọc, từ ngọn sông dòng nước, không khó để bắt gặp hình ảnh các bác nông dân đã hòa mình vào công việc một cách say mê. Sự cần cù của người Việt không chỉ thể hiện trong nông nghiệp mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bởi chúng ta biết rằng chỉ có làm mới có ăn, bằng công sức và sự chăm chỉ mới có thể đạt được thành công và góp phần xây dựng đất nước. Ngoài ra, người Việt Nam ta còn rất quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau dù trong gia đình hay trong cộng đồng. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, mang đến sự ấm áp và hòa thuận, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Và đài truyền hình Thái Lan đã ghi lại và truyền tải được một phần nào đó những đức tính trên của người Việt một cách sinh động trong series phim tài liệu về du lịch, trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân Việt Nam ở các tỉnh miền Tây sông nước. Tại đây, phóng viên nhà đài đã ghi lại những hình ảnh chân thật, sống động về cuộc sống của người dân Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long. Họ không chỉ khám phá những nét đẹp tự nhiên của vùng đất này mà còn chiêm ngưỡng sự cần cù, sự nỗ lực và tính hiền hậu của người dân trong từng hoạt động hàng ngày. Từ việc nung gạch cốm đỏ tại làng Mang Thít đến sự nhịp nhàng của cuộc sống chợ đầy màu sắc và hối hả. Tất cả được thể hiện một cách chân thực và gần gũi, giúp khán giả Thái Lan cảm nhận được sự đa dạng và sự đặc biệt của văn hóa Việt Nam. Hãy cùng át dịch xem netizen Thái Lan đã nói gì sau khi tập phim thực tế do đài truyền hình Thái Lan thực hiện được công chiếu nhé! Mình thích nhất cách sống của người dân nơi chợ, cách làm bánh gạo cộng đồng của người Việt, rất thú vị. Hướng dẫn viên nói tiếng Thái rõ ràng và giải thích rất hay. Nó giống như nhà của thành phố chị em của chúng tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì chương trình hay. Tôi thực sự thích nó và luôn tìm kiếm nó. Cảm ơn bạn đã đưa tôi đến Việt Nam. Nó đã mở rộng tầm mắt của tôi với thế giới. Thật tuyệt vời. Việt Nam rất thú vị. Chi phí sinh hoạt rẻ, rất nhiều tài nguyên. Tôi có cơ hội đi du lịch nhiều lần. Vốn dĩ tại sao Việt Nam lại xuất khẩu nhiều loại rau quả? Vì nó có màu mỡ. Việc sử dụng những lợi ích của một chiếc xe máy là rất đáng giá. Mọi người đều giỏi đi xe máy, có thể chở nhiều hơn một chiếc túc túc. Con kênh ở lò gạch là con kênh nhân tạo phải không? Tại sao nó lại là một con đường thẳng, không có khúc quanh nào giống như những con sông của chúng ta? Hãy nhìn họ nghèo ở đâu. Theo truyền thống của đất nước, bạn sẽ phải loay hoay, nghe và cười. Lưu ý rằng, nhà ở Việt Nam rộng và hẹp nhưng sâu, mình dự đoán thuế nhà được tính theo chiều rộng của ngôi nhà. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất ở Việt Nam là ở Việt Nam rất khó tìm được người béo, mặc dù trong mỗi bữa ăn của người Việt đều phải có bột mì. Mặt hàng rất tốt, tôi rất thích nó. Nhìn thấy một lò gạch rất đẹp, nếu ở Thái Lan dọc bờ sông như thế này, một quán cà phê chắc chắn sẽ được xây dựng. Wow, tôi thực sự ấn tượng với sự chăm chỉ và tình cảm của người dân Việt Nam trong video này. Trước tôi cứ nghĩ người Việt Nam ham ăn lười làm cơ, giờ tôi sáng mắt ra rồi. Họ thật sự làm việc cật lực để nuôi sống gia đình, có thể tôi không làm được như họ. Cảnh làng nghề nung gạch cốm ở Mang Thít quá sinh động và thú vị, cảm giác như mình được đưa đến trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của họ. Ngưỡng mộ sự khéo léo của các chủ sạp ở chợ, từ việc bày hàng đến giao tiếp bằng cảm xúc, đây là nét văn hóa rất đáng tự hào của người Việt Nam. Video này giúp tôi nhận thấy rõ hơn về nền kinh tế tự nhiên và sự giàu có văn hóa của Việt Nam, thật tuyệt vời. Tôi thích cách mọi người ở làng Mang Thít gắn bó với nghề truyền thống và tỉ mỉ từng chi tiết, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Cảnh các bà mẹ bán hàng bánh tráng với sự nhiệt huyết và nụ cười thân thiện đã khiến tôi cảm động, đó là sự sống động của văn hóa dân gian. Nhìn vào cuộc sống mộc mạc nhưng đầy màu sắc ở miền Tây sông nước, tôi nhận ra sự quý giá của những giá trị đơn giản trong cuộc sống.
Khám phá những nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam qua video này thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn đài PBS Thái Lan đã mang đến cho chúng tôi điều này. Video này khiến tôi cảm thấy như được đến gần với cuộc sống của người dân Việt Nam, cảm giác thật ấm áp và chân thực. Tôi thấy các chủ sạp ở chợ suốt cả ngày đều rất năng động và hết lòng với công việc của mình, điều này thật đáng khâm phục. Cảnh bánh tráng được làm thủ công với sự khéo léo và tinh tế, thực sự là nghệ thuật trong cuộc sống hàng ngày của người dân miền Tây. Qua video này, tôi nhận ra rằng sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở những giá trị văn hóa sâu sắc. Người dân ở đây có vẻ sống vui vẻ và hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn, điều đó thực sự là bài học về sự tận tụy và lạc quan. Video này là một minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ và kiên trì của người dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất ấn tượng với cách mọi người ở đây giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, đó là điều đáng quý. Cảnh làng nghề nung gạch cốm thật sự đẹp và ấn tượng, đây là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của Việt Nam. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong video này, đây là trải nghiệm quý giá. Những hình ảnh về làng nghề và chợ đầy sôi động thực sự là một hành trình khám phá văn hóa rất đáng nhớ. Tôi mong muốn được ghé thăm Vĩnh Long và khám phá những điều tuyệt vời mà tôi đã thấy trong video này. Dưới sự truyền tải xuất sắc của đài truyền hình Thái Lan, video thực tế về du lịch Việt Nam đã không chỉ đơn thuần là một cuộc khám phá mà còn là một hành trình thực tế mang đến cho khán giả Thái Lan một bức tranh sinh động về cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân ở các tỉnh miền Tây. Từng khung hình như là những đoạn ký ức sống động, người Thái đã được thăm thú làng nghề nung gạch cốm đỏ mang thít, nơi nghề truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác với sự tỉ mỉ và tâm huyết không ngừng qua màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, nhà đài cũng ghi lại từng khoảnh khắc tại các chợ sôi động. Những người bán hàng hối hả nhưng trên mặt luôn nở nụ cười tươi, niềm nở. Các bạn có thấy là video này đã thổi bùng lên tinh thần cần cù và sự hòa nhã của người Việt Nam không? Cảnh những người bán hàng nơi đây với sự ân cần và nhiệt tình chắc chắn đã để lại nhiều dấu ấn với người Thái. Và họ cũng nhận ra rằng người Việt chúng ta không chỉ chăm chỉ mà còn là những người sống hòa thuận và lạc quan trong cuộc sống hàng ngày. Đọc xong những bình luận của người dân Thái Lan ở bên dưới video, chúng ta thấy đa số cộng đồng mạng Thái Lan đều thích thú bởi vẻ đẹp văn hóa dân gian, sự chân thành, hiền hậu, chăm chỉ của người Việt Nam. Với hàng trăm nghìn lượt xem và những dòng bình luận đầy cảm xúc, video này đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để tạo nên một cầu nối gắn kết văn hóa, hiểu biết về nhau, làm cho mối quan hệ giữa hai dân tộc trở nên gần gũi và chặt chẽ hơn, và là nền tảng cho một tương lai hợp tác văn hóa ngày càng thịnh vượng giữa hai quốc gia láng giềng. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!